Xin chào bà con nông dân. Hôm nay mình xin giới thiệu một sản phẩm cực kỳ hữu ích để bảo vệ mùa màng, Sectos 700 VG. Đây là loại thuốc đặc biệt hiệu quả trong việc diệt trừ rếp sáp, bố trị và sâu về bùa, giúp cây trồng luôn khỏe mạnh và cho năng suất cao. Trước tiên, mình muốn nói về rếp sáp. Đây là loại sâu bệnh rất hay gặp và gây hại lớn cho cây trồng. Sectos 700 VG có tác dụng diệt rếp sáp nhanh chóng và hiệu quả. Bà con chỉ cần pha loãng thuốc theo hướng dẫn, rồi phun lên cây là rếp sáp sẽ bị tiêu diệt sạch mà không làm hại cây. Tiếp theo là bộ trị. Loại sâu này khó chịu lắm, chúng thường tấn công lá và hoa. Sectos 700 VG không chỉ diệt bộ trị mà còn ngăn chúng sinh sôi nảy nở nữa. Nhờ vậy, cây trồng sẽ tránh được hư hại và phát triển tốt hơn. Cuối cùng là sâu về bùa. Loại sâu này thường làm lá cây bị tổn thương, để lại sẹo và giảm khả năng quặng hợp của cây. Sectos 700 VG giúp diệt sạch sâu về bùa, giúp lá cây luôn xanh tốt. Một điểm hay nữa của Sectos 700 VG là rất dễ sử dụng. Bà con chỉ cần pha loãng thuốc theo hướng dẫn trên bao bì rồi phun đều lên cây là được. Sản phẩm này an toàn cho người dùng và không để lại dư lượng độc hại trên cây trồng, đảm bảo an toàn cho sức khỏe và môi trường. Với Sectos 700 VG, bà con không còn phải lo lắng về sâu bệnh nữa. Hãy dùng thử và cảm nhận sự khác biệt nhé. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời truy cập trang web dearplant.vn. Chúc bà con một mùa vụ bội thu. Hẹn gặp lại bà con trong video sau nhé.